Ok, trên đường về thì thấy cái cảnh này hay hay, muốn quay cho mọi người coi. Đây là một cánh đồng, có thể gọi là cánh đồng vàng. Ở Việt Nam không bao giờ thấy, không bao giờ biết. Đáng lẽ tôi ra ngoài tôi quay cho nó rõ ràng, nhưng mà ở ngoài bây giờ rất là gió. Thành ra nếu mà ra ngoài quay thì nói không ai nghe được. Thành ra quay như này cho mọi người coi cái cảnh này rất là hay. Ở Việt Nam thì gần như là hiếm thấy cái cảnh này. Cái hoa này, hoa vàng vàng này, người Việt Nam mình còn gọi là hoa bồ công anh. Thường thường bên Mỹ này người ta diệt hết, không có để. Nhưng mà nhưng bên Mỹ bên bên này thì nhiều nhà nó không diệt như những cánh đồng này chẳng hạn. Nó cứ để tự nhiên như vậy. Thì đi ngang thì cái cánh đồng nó là một cái cảnh rất là hay. Đang trên xe đấy. Quay hết cho mọi người coi. Cái cánh đồng lớn lắm, không biết là bao nhiêu mẫu, nhưng mà đại khái là mọi người coi cũng có một cái khái niệm của nó. Tức là nó rất là lớn và nó rất là nhiều hoa, và một màu hoa duy nhất, đó là màu hoa vàng của bồ công anh. Lên tới tít trên trời, tít cái rừng xa, tít tóc ngoài kia nó cũng có. Tức là nguyên cái cánh rừng này là màu, một màu vàng hết của cái hoa bồ công anh. Hoa của bồ công anh thì ở Việt Nam là một loại thuốc nam rất là tốt, nhiều người cũng sử dụng cái thuốc này. Nhưng bên này thì người ta không thuốc Tây, thuốc Mỹ đầy hết rồi, cho nên thiên hạ chẳng còn xài cái thuốc nam nữa, cho nên cái hoa này thành được cái hoa gọi là hoa dại, nó giống giống như hoa 10 giờ ở Việt Nam vậy. Và bên này thường thường người ta diệt đi hết, chỉ có một số người ta có những cánh đồng là người ta không chăm sóc, không trồng trọt gì hết, cứ để tự nhiên như vậy, thì cứ năm nọ qua năm kia là anh ấy tiếp tục anh mọc lên đầy hết. Bên này là bên tay phải của cái xe, bên tay trái cũng giống như vậy. Cho mọi người coi bên tay trái đấy, cũng là một cánh đồng vàng hết. Tất cả chỉ một màu vàng. Vậy đó, nhiều khi cũng nghĩ hay hay, tại vì cái cảnh này bên này coi có thì thấy thường, nhưng mà ở Việt Nam thì lại không có. Cho nên thấy hay hay thì quay cho mọi người coi chơi cho nó vui mắt một tí. À, trở về bên tay phải này thì ngoài trời thì gió lắm, chắc trong này trong mọi người vẫn nghe cái tiếng âm thanh của gió nó ù ù ù. Mà đại khái phải ngồi trong xe vậy, có thể hình ảnh nó không được rõ lắm, nhưng mà nói vẫn còn nghe được. Còn ngược lại nếu mà ra ngoài thì gió khủng khiếp lắm. Này gió quá trời. Nguyên một cánh đồng vàng hết của cái màu hoa bồ công anh. Cho mọi người coi đại khái này, qua cái khúc xe này. Nhìn rất là hay. Ok, thì những người nào mà thích hoa thì cho đó là hay, còn những người nào không thích hoa thì cho đó là hoa dại. Ở Việt Nam mình có hoa giống như gọi là hoa 10 giờ chẳng hạn. Hồi xưa thì chẳng có ai thích, ai cũng ghét hết, nhưng về sau này Nhật Trường, Trần Thiện Thanh viết cái bài Hoa 10 giờ, hoa trinh nữ đó, thì những cô gái thời đó thì bắt đầu lại thích hoa trinh nữ. Thì hoa đẹp hay hoa xấu là do mình, nhưng không phải là do người ta. Mình thấy đẹp là mình khen đẹp, và mình thấy xấu là mình chê xấu, đúng không? Chứ không phải đợi tới Nhật Trường làm một bài thơ hoặc là bài hát hoa bồ công anh thì lúc đó mọi người mới thích được, đúng không? Cho nên cái video này tôi thấy cái cảnh lạ lạ hay hay, quay cho mọi người coi chơi, được vài phút thư giãn vậy. Ok, thôi chào nhé, bye nào.